Khi nói đến các động vật sắp tuyệt chủng, những loài phổ biến mà mọi người hay nghĩ đến là gấu Bắc Cực trắng, báo tuyết và gấu trúc. Đáng buồn thay, danh sách này còn vượt xa hơn thế nữa, và một vài loài trong số đó có vẻ sẽ là những cá thể cuối cùng trong một khoảng thời gian dài sắp tới. Nhưng chúng cũng đang gặp nguy hiểm. Số khác thì đang trên đà tuyệt chủng vì chọn lọc tự nhiên. Đây là những loài động vật mà bạn sẽ bất ngờ khi biết chúng có thể là những cá thể cuối cùng trong loài đó. Sóc đất đảo Vancouver. Có nguồn gốc từ đảo Tây Nam Canada, sóc đất sống thành các đàn nhỏ bao gồm 3 đến 5 loài động vật. Chúng là những ví dụ điển hình về cách động vật nhỏ có thể đóng góp vào việc xây dựng hệ sinh thái. Trong khi những con bọ hung dành phần lớn thời gian đào sâu dưới lòng đất để ngăn chặn những kẻ săn mồi, chúng hoạt động như những kẻ phân tán hạt giống và thụ phấn cho các loài thực vật và cỏ trên đảo. Hệ thống hang phức tạp của chúng cũng được sử dụng bởi các động vật khác, là nhà cho côn trùng và động vật có vú nhỏ hơn. Vì vậy, rõ ràng chúng ta có thể thấy chúng giúp ích cho môi trường của chúng ta như thế nào. Tiếc là hang của chúng có cơ chế phòng thủ khá tệ. Sóc đất đảo Vancouver rất dễ bị săn được. Mặc dù rất khó phát hiện các quần thể, nhưng ước tính cho thấy chỉ có 90 con sóc đất trưởng thành sống sót cho đến ngày nay. Thêm vào đó là áp lực môi trường lâu dài do biến đổi khí hậu đe dọa việc định hình tại British Columbia, và điều đó tạo ra một viễn cảnh khá tồi tệ. Trước khi tiếp tục đến phần cho các bạn đăng ký của chúng tôi rồi, hãy nhớ là nếu bạn tìm thấy điều gì đó kỳ lạ trên Internet, hãy gửi nó cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ điều tra và thậm chí chúng tôi có thể giới thiệu nó trong tương lai đó. Rùa đảo Pinta. Con rùa đơn độc dường như là loài cuối cùng của đồng loại, một phần loài rùa khổng lồ ở Galapagos. Khi nó chết, phần loài này cũng biến mất, nên chúng tôi nghĩ rằng rùa Galapagos thường được nuôi trên thuyền để thịt, nhưng thi thoảng sẽ bị vứt đi khi không cần nữa. Trong hàng tá phân loài thì đảo Isabela là vùng vứt rùa nổi tiếng. Một cuộc thám hiểm nơi đây vào năm 2007 đã phát hiện ra 8 con rùa con. Chúng có thể là thế hệ lai đầu tiên của loài rùa đảo Pinta. Trong hơn 2.000 cá thể sống nơi đó, có khoảng 17 loài lai rùa đảo Pinta đã được tìm thấy. Hy vọng sẽ có nhiều cuộc thám hiểm phát hiện ra nguồn cội của những giống loài lai này hơn nữa. Nhưng chúng tôi tìm hiểu đến đây thôi. Tê giác trắng. Về mặt lịch sử thì, yếu tố chính dẫn đến sự suy giảm của phân loài này là do nạn săn bắn không kiểm soát trong thời kỳ thuộc địa. Nhưng mối đe dọa vẫn tiếp diễn, sừng tê giác trắng được đánh giá cao trong y học cổ truyền châu Á. Nó được nghiền thành bột mịn, làm thành các viên thuốc để điều trị đột quỵ và sốt rét. Còn điều gì tồi tệ hơn chứ? Có phải chúng thậm chí không thể chiến đấu vì không có tính chất công kích thường và có thị lực rất kém không? Vào năm 2019, chỉ còn lại 2 con cái của phân loài và con đực cuối cùng còn lại đã chết. Các nhà khoa học có thể thực hiện phương pháp tiếp cận công viên Jurassic để hồi sinh các phân loài. Trong khi đó, tất cả tê giác đực có thể đã chết, vật chất di truyền của chúng vẫn được bảo quản trong phòng thí nghiệm. Về cơ bản, các mẫu DNA còn lại của tê giác đủ đa dạng về mặt di truyền để có thể tạo ra một quần thể sinh sản ổn định để đưa các phân loài trở lại từ bờ vực tuyệt chủng. Tuy nhiên, nó có thể sẽ sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt vì môi trường sống tự nhiên của chúng bên ngoài thay đổi hoặc biến mất. Thỏ cọc. Nếu bạn đang tự vấn thì, đúng vậy, thỏ cọc từ Pokemon được lấy cảm hứng từ thỏ cọc. Nhưng phim hoạt hình thiếu một vài chi tiết của động vật thật. Thỏ cọc là một loài động vật có vú nhỏ, chỉ 18 hoặc 20cm và có nguồn gốc từ dãy núi vùng Tây Bắc ở Trung Quốc. Chúng dễ thương và chỉ bé bằng kích thước nắm tay của bạn. Nên việc dễ dàng đánh giá thấp chúng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bằng cách sử dụng một loại thần giao cách cảm cụ thể, loài thỏ cọc thực sự có thể triệu tập một nhóm lớn vào thời khắc bị đe dọa và có thể có sự góp mặt với số lượng trên 100 con để chống lại kẻ thù. Đáng buồn thay, điều này đã không giúp chúng an toàn tuyệt đối, chỉ còn khoảng 1.000 con trong số chúng. Các mối đe dọa chính đối với chúng bao gồm biến đổi khí hậu, chăn thả gia súc và sự xáo trộn của con người. Hiện tượng nóng lên toàn cầu là mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại lâu dài của thỏ cọc. Sự gia tăng nhiệt độ không khí trung bình và tần suất các hiện tượng nhiệt độ cao có thể gây ra tỷ lệ thương vong cho thỏ cọc vì quá nóng. Ngoài ra, sự gia tăng nhiệt độ dự kiến làm tăng hạn hán và lũ lụt và lượng tuyết giảm đều làm thay đổi đáng kể thành phần thảm thực vật trong môi trường sống núi cao tự nhiên của chúng.
Điều này buộc chúng phải lùi xa hơn về phía trên các đỉnh núi. Hổ Mã Lai. Như cái tên cho thấy, chúng phổ biến nhất ở Malaysia và một phần nhỏ của Thái Lan. Chỉ còn khoảng 300 đến 340 con hổ Mã Lai, và chúng là một phân loài của hổ Ấn Độ. Loài này cũng không sinh tồn được tốt cho lắm. Chúng vẫn bị săn trộm để làm thuốc cổ truyền, và môi trường sống của nó cũng đang bị phá hủy để phát triển, trong khi có một quần thể hổ Mã Lai bị nuôi nhốt và một số vườn thú trong khu bảo tồn. Tổng cộng 54 con đều là hậu duệ của chỉ 11 con hổ. Điều đó khiến chúng có quan hệ quá chặt chẽ với việc duy trì một quần thể hoang dã. Không có nhiều thông tin về hành vi của hổ, điều này khiến các nỗ lực bảo tồn trở nên khó khăn hơn nhiều. Có nghĩa là con hổ Mã Lai có thể vẫn gặp nguy hiểm vĩnh viễn. Vẹt đuôi dài xanh. Ngày nay, chúng vẫn còn tồn tại, nhưng chỉ được giam cầm. Có vài báo cáo nói về việc thấy những chú chim sắc màu này, nhưng chúng rất ít và thi thoảng bị nhìn nhầm. Chúng đang bị suy giảm do mất nhà, cây Caribe. Trước đây, mọi người từng cố gắng xây các khu bảo tồn thiên nhiên gần địa điểm làm tổ ban đầu của chúng, nhưng việc xây dựng không thể diễn ra đủ nhanh. Trong khi đó, khoảng 100 con trong số chúng tồn tại trong các vườn thú và các khu bảo tồn khác, và có thể có một vài con khác được nuôi làm thú cưng. Bất kỳ nỗ lực nào để lai tạo chúng đều thất bại, vì nhiều loài chim trong số này có quan hệ họ hàng gần gũi và giao phối cận huyết, dẫn đến tạo ra lứa chim con không khỏe mạnh. Rùa đầu đỏ. Thật đau lòng khi thấy loài vật đẹp đẽ độc đáo này đang trên bờ vực tuyệt chủng. Trong quá khứ, chúng được tìm thấy ở Nepal, Bangladesh, Burma và Đông Bắc Ấn Độ, nhưng nó đã bị sụt giảm đáng kể trong những năm qua. Rùa đầu đỏ thường bị bắt để lấy thịt và mai, bị dìm chết trong lưới đánh cá, và chúng đã bị phá hủy môi trường sống do ô nhiễm và dòng nước chảy bất thường từ các con đập. Ngày nay, chúng có thể được tìm thấy duy nhất trong một con sông ở Ấn Độ. Có ít hơn 400 con cái trưởng thành bị bỏ lại ở đây, và loài này được xếp vào loài cực kỳ nguy cấp. Ấn Độ đã áp dụng các biện pháp bảo tồn và có một chương trình nhân giống nuôi nhốt đã được bắt đầu. Báo hoa mai. Mọi người thường nghĩ báo hoa mai là loài vật của các đồng cỏ lớn không cây cối ở châu Phi. Nhưng ở một số vùng của Nga và Trung Quốc, phân loài quý hiếm này đã thích nghi với cuộc sống trong các khu rừng ôn đới. Tuy nhiên, chúng hầu như không thể sinh sôi hơn nữa. Trong một thập kỷ, chúng đã cố gắng tăng số lượng loài trong tự nhiên từ 20 lên 100 con, nhưng con số đó đã nhanh chóng giảm xuống 84 vào năm 2019, cộng với khoảng 170 con vẫn đang được nuôi. Hiện đang có một số mối nguy hiểm đe dọa cho sự phát triển của chúng: săn trộm, phá rừng, giao phối cận huyết và lấn chiếm công nghiệp. Tuy nhiên, những nỗ lực để cứu chúng cũng đã đạt được một số thành tựu nhất định. Chúng cũng đã được nhân giống thành công trong điều kiện nuôi nhốt. Nhưng khi thả chúng về với tự nhiên, thì lại đặt ra những vấn đề về việc liệu chúng có thể sống được trong môi trường tự nhiên. Chúng hiện vẫn là loài mèo lớn nhất trên thế giới. Linh dương sừng xoắn châu Phi. Linh dương sừng xoắn châu Phi, còn được gọi là linh dương trắng, đã từng xuất hiện rất nhiều ở cận Sahara châu Phi, nhưng hiện đã giảm xuống còn một quần thể duy nhất trên sa mạc ở Niger. Năm 2008, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc được trao quyền khai thác dầu ở giữa vùng lãnh thổ cuối cùng còn lại của chúng. Không cần phải nói, nó đã mang lại rất nhiều xáo trộn. Linh dương sừng xoắn càng gần mức tuyệt chủng trong tự nhiên hết mức có thể và được xếp vào loại cực kỳ nguy cấp. Vào năm 2012, Niger đã chống trả và cấp giấy phép cho khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Tin Toma để bảo vệ những gì còn sót lại của loài. Nhưng những kẻ săn trộm vẫn tiếp tục là một mối đe dọa thường trực. Ước tính con số hiện tại của linh dương sừng xoắn trong tự nhiên chỉ còn 3. Việc săn bắn và giết những linh dương sừng xoắn còn sống bị coi là bất hợp pháp ở Niger. Chúng cũng phải đối mặt với những xáo trộn từ việc khai thác dầu. Ngoài ra, người bảo vệ giếng dầu cũng đã săn lùng và săn trộm. Trong khi sự tuyệt chủng trong tự nhiên sắp xảy ra đối với loài này, vườn thú có rất đông linh dương sừng xoắn, có hơn 2.000 con trong các trại chăn nuôi tư nhân trong các vườn thú của Mỹ và châu Âu, nên vẫn có thể đưa chúng trở lại các khu vực bản địa và gia tăng số lượng loài. Tê giác đen. Có thể là khá bất ngờ, nhưng cũng giống như tê giác trắng, tê giác đen cũng đang bị đe dọa tuyệt chủng. Quần thể tê giác đen đã suy giảm nghiêm trọng trong thế kỷ 20 do nạn săn trộm. Chỉ trong 60 năm, số lượng loài của chúng đã giảm tới 96%.
gần đây nhất, tê giác đen phương Tây đã bị tuyên bố tuyệt chủng vào năm 2011, chỉ còn một phân loài. Tê giác đen Tây Nam quản lý khá tốt nhờ vào những khu vực bảo tồn to lớn ở châu Phi. Mặc dù chúng đã có sự trở lại đáng kể, nhưng vẫn bị coi là cực kỳ nguy cấp vì nạn săn trộm và buôn bán chợ đen vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Đười ươi Tapanuli. Đười ươi là loài vượn lớn châu Á duy nhất và có quan hệ họ hàng với chúng ta nhiều hơn một chút so với bất kỳ phân loài nào khác của chúng. Cả ba loài đười ươi Sumatra, Borneo và loài mới được phát hiện gần đây Tapanuli đang cực kỳ nguy cấp với khoảng 60.000 con còn sống trên cả ba loài. Tapanuli có lẽ là loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất, ước tính chỉ còn khoảng 800 cá thể sống sót trong tự nhiên. Loài Sumatra sống gần Tapanuli nhưng chỉ có quan hệ họ hàng xa, chỉ còn lại khoảng 6.600 cá thể. Loài đười ươi Borneo có quan hệ họ hàng gần với Tapanuli nhất, có quần thể mạnh mẽ hơn. Hiện mọi người đang nỗ lực không ngừng để cứu loài họ hàng thông minh của chúng ta, nhưng săn trộm và phá rừng vẫn đang cản trở rất nhiều. Sao la thường được gọi là kỳ lân châu Á, mà chúng ta ít biết về loài động vật này mặc dù đã phát hiện ra nó cách đây 20 năm. Và chúng đã bị đe dọa nghiêm trọng. Chúng không thể tồn tại trong điều kiện nuôi nhốt dù có quan hệ họ hàng gần với động vật chăn nuôi. Sao la không thể thích ứng với sự giam cầm và chỉ tồn tại được vài tháng trong những điều kiện đó. Chúng hầu như tránh con người, nhưng con người lại đang len lỏi trong môi trường sống của nó qua dãy Trường Sơn. Phần lớn chúng là những sinh vật đơn độc, nghĩa là nếu nó bị cô lập trong khu vực sống của nó, chỉ một cá thể cũng có thể không có cơ hội để lai tạo với các loài sao la khác. Kích thước thực của quần thể còn lại vẫn chưa được xác định. Sự quý hiếm và dễ bị tổn thương khiến nó trở thành ưu tiên hàng đầu cho việc bảo tồn trong khu vực. Con số hiện tại ước tính tối đa là vài trăm và tối thiểu là vài chục. Trong khi con người thu thập thêm thông tin về loài sao la, chúng ta có thể tính đến việc xem loài nào đó sẽ biến mất trước khi chúng ta có cơ hội hiểu nó. Tê giác Java. Trong khi tê giác có liên quan nhiều đến lục địa châu Phi, thì vẫn có một số loài châu Á trong họ tê giác. Chúng nhỏ hơn những người anh em họ khác, dài trung bình khoảng 3 mét và cao 1,5 mét. Chúng bị cô lập ở đảo Java, Indonesia sau nạn săn bắn và phá rừng đã khiến nó rời bỏ phần còn lại của Đông Nam Á. Chiến tranh Việt Nam cũng làm giảm số lượng loài nghiêm trọng vì môi trường sống tự nhiên của chúng đã bị phá hủy. Ngày nay, chỉ có 72 con tê giác Java sống sót trong khu bảo tồn động vật hoang dã ở mũi phía tây của hòn đảo. Dịch bệnh và giao phối cận huyết tiếp tục khiến loài này gặp nguy hiểm và thậm chí có thể khiến chúng tuyệt chủng. Một số ít quần thể còn lại bên ngoài Java đã được phát hiện trong những năm qua, nhưng chúng rất ít và quá xa. Một trong những quần thể đó đã bị đẩy đến tuyệt chủng vào năm 2010, nghĩa là càng có ít lựa chọn hơn để đưa tê giác mới vào đàn giống. Cá heo Vaquita. Chúng được tìm thấy ở vịnh California, nơi sinh sống của một số loài thủy sinh vật quý hiếm nhất trên hành tinh. Vaquita là một loài cá heo nhỏ, có số lượng loài đang suy giảm nghiêm trọng. Có 600 con trong số chúng còn sống vào năm 1997. Ngày nay, chỉ còn lại 12 con. Những con cá heo này ngắn hơn con người và bị mắc vào lưới đánh cá khá dễ dàng. Việc quăng lưới bắt những con cá lớn hơn đã càn quét quần thể Vaquita, chỉ để lại vài chục con còn lại của loài. Vaquita không thể sống trong môi trường nuôi giữ. Trên thực tế, một con cái đã chết trong vòng vài giờ sau khi bị bắt. Điều này có nghĩa là số còn lại có thể sẽ sớm biến mất và trở thành một trong số ít loài giáp xác tuyệt chủng trong cuộc đời của chúng ta. Bên cạnh cá heo sông Dương Tử, một loài cá heo nước ngọt từng được tìm thấy ở Trung Quốc. Và đó là 14 loài động vật, có lẽ là loài cuối cùng còn sót lại của đồng loại. Các nhà khoa học có thể cố gắng nhân bản DNA của chúng và mang chúng trở lại, nhưng những việc đó không phải là không có rủi ro đáng kể nào. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là hy vọng họ thành công và những sinh vật xinh đẹp này có thể dạo bước trên trái đất một lần nữa. Rồi chúng ta sẽ có những hành động tốt hơn để bảo vệ chúng.